chạm ba chữ Phúc Lộc Thọ này đang là một cái mẫu hot nhất trên thị trường hiện nay và em đang bán đã 5 năm nay rồi. Và cái mẫu chạm ba chữ Phúc Lộc Thọ này khách rất là ưng ý, bởi vì nó chạm ba chữ Phúc Lộc Thọ xung quanh mình, ý nghĩa là sẽ đem lại sự may mắn thịnh vượng cho gia đình của mình. Mẫu này thì em đang có đầy đủ tất cả các size cho quý khách hàng lựa chọn. Size đựng ấm không có 8 lít có giá là 850, size đựng ấm 1 lít có giá là 1 triệu và size đựng ấm 1 lít rưỡi có giá là 1,2 triệu, size đựng ấm 2 lít rưỡi có giá là 1,5 triệu. Em đang miễn ship trên toàn quốc tặng kèm theo cái bình tết. Tùy theo mình mua size lớn hay mà size nhỏ, em đang sẽ tặng bình tết kèm theo size, một cái lon đựng trà và một hộp kẹo dừa. Quý khách hàng được kiểm tra hàng. Mẫu này là mẫu em đang bán chạy nhất luôn. Mẫu nắp măng cụt này em đang gia cố và dán rất là cẩn thận, cho nên quý khách mua về xài cứ an tâm. Mẫu măng cụt chạm ba chữ Phúc Lộc Thọ xung quanh vỏ bình là một cái mẫu mà em đang bán chạy nhất trên thị trường hiện nay, và nó có đầy đủ tất cả các size cho quý khách hàng lựa chọn. Nếu như mình cần một cái món quà để làm quà tặng cho ông bà, cha mẹ, người thân đi ăn mừng tân gia, mừng khai trương, hoặc tặng cho khách hàng, đối tác trong công việc làm ăn, thì mẫu vỏ bình ủ ấm trà bằng gỗ dừa là một sự lựa chọn rất là tuyệt vời. Khi mà mình pha trà trong cái bình tết và bỏ vào trong cái vỏ ủ ấm trà bằng gỗ dừa này thì nó sẽ giữ nhiệt khá là tốt, từ 7 đến 8 tiếng, và nó lưu giữ được cái hương thơm của lá trà cũng rất là tốt. Đặc biệt đó là gỗ dừa Bến Tre xài rất là bền luôn. Ở Bến Tre người ta dùng gỗ dừa để xây nhà ở, vì vậy em Lan dùng gỗ dừa để làm vỏ bình ủ ấm trà bán cho quý khách, thì mọi người cứ an tâm về độ bền của gỗ dừa. Gỗ dừa này thì em đang chọn lọc từ những gốc dừa rất là già, từ 30 đến 50 năm để làm nên những cái vỏ bình ủ đẹp mắt như thế này. Quý khách